Thưa Thầy, gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải clip hai bạn trẻ ở Long An bị giữ lại và xử phạt hành chính tại chốt kiểm soát dịch bệnh khi đưa mèo đi khám bệnh. Trong clip, bạn gái liên tục khóc lóc. Chị sợ không kịp đi. Trời ơi, chưa kịp đi chú. Chờ thấy đảng thi chú. Làm sao đi đâu? Đi chị sao con mèo nó yếu lắm rồi. Chờ con mèo đi đâu? Đi khám rồi, nó yếu lắm rồi chú ơi. Con mèo nó yếu lắm mà hả? Bây giờ con mèo nó có quan trọng bằng dịch bệnh bây giờ không? Con mèo yếu lắm rồi, cho cháu chở nó đi khám với. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra kiên quyết không cho qua và tiến hành xử phạt theo quy định vì hai bạn trẻ này ra đường không có lý do chính đáng. Con được biết, sau đó mèo của hai bạn trẻ này cuối cùng đã chết vì không qua khỏi cơn bệnh. Là một Phật tử, con rất băn khoăn, ưu tư vì vấn đề này. Bởi bên lý, bên tình, xin Thầy chỉ dạy để chúng con được thông suốt. Dạ, đây là một câu hỏi của Phật tử ở Long An. Xin Thầy hoan hỷ giải đáp nha. Nam mô Phật. Thưa hội chúng, câu hỏi được đặt ra nó cũng phản ánh cái thực trạng xã hội trong bối cảnh giãn cách. Và trong thực trạng đó thì có những yếu tố phát sinh. Cụ thể hơn, đó chính là vấn đề sức khỏe, nơi ở con người, nơi ở những con thú mà chúng ta đã nuôi, chúng ta đã chăm. Thứ nhất là chúng ta có một cái nhìn từ nhiều góc, nhiều hướng để thấy được vấn đề mà có cái nhìn để cho nó trọn vẹn. Về phía hai bạn trẻ đó thì nuôi mèo, và do mèo bị bệnh cho nên rồi phải đi đưa đi khám bệnh, đưa đi trị bệnh. Và qua cái câu chuyện mà các bạn trẻ khóc một cách rất là thảm thương như vậy, để thấy được rằng là hai bạn ấy đã xem mèo như là một thành viên ở trong gia đình. Mà đã là một thành viên trong gia đình rồi thì sướng khổ có nhau, buồn vui có nhau, và coi con mèo như là một sinh mệnh, như là một người bạn, như là một người đồng hành với mình trong những lúc thăng trầm của cuộc sống. Và mèo bệnh cho nên phải đi khám bệnh, phải nên trị bệnh. Đây nó nói lên một cái nghĩa tình, nói lên cái tình thương không chỉ giữa con người với con người mà con người với cả các thú cưng. Về mặt tình cảm có thể nói đây rất là trọn vẹn, rất là trọn vẹn. Và thứ hai, khi mà bước chân ra đường thì gặp các chú làm công tác là giám sát xã hội và bảo vệ giãn cách xã hội để tránh dịch bệnh lây lan. Về nguyên tắc, về mặt lý thì rõ ràng các cái vị mà làm cái công tác mà giám sát giao thông, giám sát xã hội và bảo đảm việc giãn cách xã hội để tránh dịch bệnh lây lan, đây là một cái điều hoàn toàn đúng về mặt lý. Về mặt lý. Và ở trong đó chú công an còn nói một câu là con mèo, sinh mệnh của một con mèo quan trọng hay là sinh mệnh của con người, của cả cộng đồng quan trọng. Đưa ra một cái lý rất là xác đáng. Thứ nhất là thể hiện cái trách nhiệm của mình được phân công vào cái nhiệm vụ là giám sát xã hội
về mặt cách ly, cho nên phải thực thi. Và thứ hai đó là thực hiện nghiêm chỉ thị của chính phủ, cũng là cái việc giãn cách xã hội, nhưng mà tùy mỗi chỉ thị khác nhau, nó có một cái áp dụng khác nhau. Và trong trường hợp này là áp dụng nghiêm khắc chỉ thị của chính phủ, của chính quyền, cho nên thực hiện nghiêm túc cái việc giãn cách xã hội. Từ hai góc độ này, ta thấy hai bạn trẻ đi trị bệnh cho mèo, đây là về cái tình. Còn các vị mà đại diện cho luật pháp, để thực thi luật pháp, cái này nó đại diện cho lý. Và khi mà có những cái phát sinh xảy ra trong xã hội mà chúng ta cứ lấy lý, chúng ta đối lại với tình, chúng ta cứ lấy cái tình, chúng ta đối lại với lý, thì câu chuyện sẽ muôn thuở không bao giờ có một cái kết quả như ý. Điều đó có nghĩa là làm sao mà trong lý nó phải có cái tình, và trong tình nó phải có được cái lý. Đó là sự dung thông của nguyên tắc ứng xử. Nhưng mà trong lý có tình là tình làm sao, mà trong tình có lý là lý như thế nào? Thứ nhất, hai bạn trẻ một khi đã nuôi mèo thì tôi tin chắc là, và qua cái hình ảnh mà khóc lóc nỉ non đó, thì điều đó có nghĩa là có một sự chăm sóc rất là sát đáng và xem mèo như là một thành viên ở trong gia đình. Điều đó có nghĩa là hai bạn này thừa biết là có bệnh viện thú y, có bệnh viện để chăm sóc mèo, có bác sĩ chăm sóc mèo và có cái đội ngũ y tế chăm sóc mèo. Tôi không biết là các bạn này đã liên hệ với bệnh viện chưa, đã liên hệ với các cái bác sĩ thú y chưa, và đã có gọi điện để mời đến nhà mình để chăm sóc chưa. Điều này không thể biết được. Cho nên nuôi mèo và chăm sóc mèo, trị bệnh cho mèo, điều này hoàn toàn rất là đúng về mặt tình. Nhưng mà còn về mặt lý đó, thì thực hiện chính sách giãn cách xã hội, nếu có thể liên hệ bệnh viện, liên hệ bác sĩ, liên hệ với các cái tổ chức về thú y để có những cái dịch vụ mà đáp ứng, thì tôi nghĩ là điều này có thể thực hiện được. Nhưng mà không biết là hai bạn đã thực thi chưa. Và điều này đã có xảy ra, đã có xảy ra. Tôi chứng minh ở tại tu viện Khánh An. Trước đây, cũng mới hôm đầu năm thôi, thì có hai bạn chó, không biết là con nhà ai, vô ở trong chùa. Nhưng mà ban ngày là núp ở trong đống củi, rồi ban đêm thì vô chùa lục lạo nồi niêu, rồi chảo quánh, rồi kho, rồi tru kêu những tiếng kêu rất là sợ. Cuối cùng là các thầy các chú đã liên hệ với các vị thú y để đến đây để giải phóng các bạn. Lực lượng thú y có đưa ra hai điều kiện là: thứ nhất là sẽ chích thuốc rồi để lại cho chùa nuôi, và thứ hai đó là lực lượng này sẽ mang hai con chó này về cái trung tâm nuôi dưỡng thú y. Và cuối cùng là mấy thầy đã thống nhất là thôi, nhờ các anh mang về trung tâm chăm sóc thú giùm, bởi vì các bạn này không có nuôi được mà toàn là cứ trốn chui trốn nhủi, để rồi tối đến thì la lối. Và cuối cùng là các bạn đã được cái lực lượng thú y mang đi. Đây là điều chứng minh thứ nhất mà tôi cho rằng là có thể liên hệ được với các trung tâm y tế về thú y. Thứ hai là cũng cách đây vài tuần, ở chùa cũng có một vài vị cũng ho, cũng cảm, cũng sốt, thì thay vì đi khám bệnh thì rất là lo sợ không biết có hiện tượng gì xảy ra không, thì mời trung tâm y tế đến đây khám tại chỗ. Và điều này đã xảy ra, và các vị cũng đã đến khám
Thứ nhất là về con người, mời bác sĩ đến. Về về các loài thú thì mời các bác sĩ thú y đến, cho nên có thể thực hiện được. Trên cái tình nó gắn với cái lý thì nó sẽ dung thông hơn. Nhưng mà liệu trong bối cảnh dịch bệnh này thì có thể liên hệ được với các bác sĩ thú y không? Tôi sẽ giải thích ở đằng sau. Bây giờ ta trở lại với lại các chú mà làm cái công tác giám sát xã hội để bảo đảm việc giãn cách xã hội. Về mặt lý, chú rất là đúng. Thực hiện nghiêm chỉ thị của chính phủ, hoàn toàn đúng. Nhưng mà liệu có thể hiện một cái tình gì ở đây để cho nó viên mãn hay không? Và tôi cũng không biết được là trong cái bối cảnh diễn ra đó là có được bao nhiêu chú công an và có xe cộ hay không. Có xe cộ hay không chính không biết được. Nhưng nếu mà thể hiện được cái tình cho nó trọn vẹn đó thì yểm trợ cho các cháu này, như câu chuyện ở Cần Thơ, là một hình ảnh rất là đẹp. Tôi nhớ ở tại Long An là diễn ra câu chuyện là các cái chú mà bảo đảm về giãn cách xã hội thì rất nghiêm khắc với hai bạn trẻ đi trị bệnh mèo. Thì ngược lại ở Cần Thơ có một bà cụ đi bán măng, cầm ở trên tay hai cái mục măng. Câu chuyện xảy ra cách đây vài hôm. Cầm trên tay hai mục măng thì các chú công an đến để mời bà cụ đi về. Trong bối cảnh giãn cách xã hội là cụ không được đi lang thang. Nhưng mà khi đến trò chuyện thì bà cụ nói là quá khó khăn, chỉ còn hai mục măng đi bán để kiếm sống mà không bán được. Thì việc làm của hai chú công an này là gì? Thứ nhất, mua hai mục măng. Và thứ hai là mời bà cụ 85 tuổi trở về tới nhà. Thể hiện được cái lý và thể hiện được cái tình rất là trọn vẹn. Câu chuyện diễn ra cách đây mới mấy ngày ở Cần Thơ. Giải quyết bà cụ là không được phép đi lân tân ngoài đường, nhưng mà hiểu ra câu chuyện là bà cụ đi bán măng cho nên công an mua măng rồi công an trở về nhà luôn. Cho nên lý cũng trọn vẹn mà tình cũng dung thông. Nhưng sẽ có người đặt ra vấn đề là thầy ạ, đi ở Cần Thơ đó là bà cụ, đó là con người. Còn ở Long An đây là con thú mà. Làm sao mà có thể nồng hậu đến mức như vậy được? Vậy thì liệu con thú chúng ta có thể đem tâm để giúp đỡ hay không? Câu trả lời là ý thức xã hội. Ý thức xã hội. Người ta đặt vấn đề là ứng xử thứ nhất là giữa con người với con người. Đó chính là cái chú làm cái công tác giám sát xã hội và đối với hai bạn trẻ. Và thứ hai là ứng xử của chú đối với con mèo này. Câu trả lời của chúng ta như thế nào? Thứ nhất, vai trò của động vật, mạng sống của động vật chưa được đặt nặng trong lòng xã hội, chưa được nâng lên trong lòng xã hội và chưa được xem như là một thành viên trong xã hội. Chưa được. Đâu đó vẫn có những cái quán thịt chó, đâu đó vẫn có những quán thịt mèo. Có nghĩa là việc sát hại sinh mạng, và đặc biệt nhất là những con thú gần gũi với mình, vô cảm đến nỗi những con thú sống nghĩa tình trước sau với mình nhưng lại là sát hại, lại nó xem nó như là một cái món ăn. Và thậm chí khi mà cái này nói xin lỗi, xem nhẹ nhân phẩm, chà đạp lên nhân phẩm của một ai đó thì luôn luôn đem súc vật ra để ví von. Có nghĩa là xem thú là những cái gì đó ngu xuẩn và xem thú như là những gì đó là tệ hại nhất. Ví dụ như là
mắng người ta ngu. Nói ngu thì sao? Ngu như chó. Hoặc là những người mà không có tư cách, không có đạo đức, hay là có quan hệ bất chính, người ta dùng cái từ là cái gì? Tôi gọi là cái gì mèo đồng, gà đồng, mèo mã. Mèo mã gà đồng. Ngoài mã ngoài đồng tức là gà hoang, tức là cái loại mèo hoang. Mèo hoang thì cỡ như là sống lôi thôi, sống không có phẩm chất, không được chăm sóc. Đưa hình ảnh những con thú ra như là một cái gì đó thấp kém. Và thứ ba nữa là cái gì? Xem vật nuôi như là một cái gì đó là nô lệ cho mình. Nuôi con mèo là để nó bắt chuột, nuôi con chó là để nó canh nhà. Và thứ tư nữa là xem nó như là trò chơi, xem nó như là thức ăn cho mình, chứ chưa bao giờ xem trọng sự sống của nó. Đối với các nước phát triển, các nước văn minh thì như thế nào? Những lĩnh vực nào con người hiện hữu, những lĩnh vực đó con súc vật cũng hiện hữu và được đánh giá. Nói bằng thì chưa đâu, nhưng mà cũng được tôn trọng. Trong quân đội, con chó cũng được thăng hàm thiếu tá, trung tá, đại tá. Con chó làm rất nhiều việc lợi lạc, bắt tội phạm, bắt ma túy xì ke. Có những con chó là lính cứu hỏa, cứu nạn cho con người, một cái công đức rất là lớn và giúp ích cho con người. Có những con chó ở lĩnh vực kinh tế, con chó nuôi cừu, con chó nuôi vịt. Một con chó chăm cả hàng ngàn con vịt, hàng ngàn con cừu, con dê. Hay là những con mèo biết coi nhà, con mèo biết ru em. Và trong đời sống xã hội, người ta rất tôn trọng con chó. Đối với các nước phát triển, cái món quà mà quý nhất mà để tặng cho trẻ em đó, đó chính là thú cưng, là con chó, là con mèo. Đôi khi nó ôm nó khóc một cách ràn rụa vì quá hạnh phúc, vì quá mừng. Tặng một con thú là một cái nỗi mừng hơn là được tặng cái gì cả. Và đối với người lớn, con chó, con mèo, đó là một người bạn đồng hành buồn vui sướng khổ, và xem nó như là một thành viên ở trong gia đình. Có những ông già, có những bà lão, suốt cuộc đời bóng xê, lấy con chó làm bạn, lấy con mèo kết thân. Và nếu như không có con chó, con mèo, có khi người ta đã chết 5 năm, 10 năm trước đó. Nhưng mà nhờ những con thú cưng này mà người ta có được niềm vui, người ta có được hạnh phúc. Và đôi khi những ông già bà lão ở trong viện dưỡng lão, người ta gọi là nursing home, thui thủi sớm tối. Ở các nước Á Đông, tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Còn ở các nước phương Tây, già về hưu là vô nursing home. Và lúc bây giờ người bạn chỉ là con thú cưng thôi. Có những người trước khi nhắm mắt lìa đời, người ta di chúc cái căn nhà này cho con mèo của tôi, cái tài sản hàng triệu đô tôi di chúc cho con chó của tôi. Họ trọng thị con thú, con vật đến thế. Có những ông chủ mất con chó ra 5 năm nằm ở ngoài mộ không về, nó thủy chung và nó đẹp đến thế. Cho nên các nước phát triển, ở xã hội của các nước văn minh, là con thú được
tôn trọng sự sống và có một cái vai trò của xã hội. Họ có bệnh viện thú, họ có nghĩa trang thú, họ có khu vui chơi của thú. Cái gì của người có thì con thú có. Và tôi cũng đã nhiều năm đi hành đạo ở hải ngoại, nên tôi cũng biết rất rõ về cái ứng xử của con người đối với con thú. Người ta vẫn sử dụng thịt cá, chứ không phải không sử dụng. Nhưng mà nếu như bạn muốn ăn một con cá, một á là bạn phải để ngay cái vị trí đó để cái người kia làm thịt con cá. Họ làm với một cái nghệ thuật nhanh nhất để con cá không bị đau, không bị tổn hại. Và thứ hai là cái khả năng càng nhanh á, thì nó không bị tiết ra những cái độc tố sân hận của con thú đó. Còn nếu bạn muốn mua một cách tươi sống á, là phải có một cái chậu nước, phải có cái thùng xốp chế nước và mang con cá về nhà. Để con cá dễ đành đạch ở trên xe đó, là cảnh sát sẽ bắt phạt, sẽ bắt ở tù mấy ngày. Mua một con chim về được, sẽ có cái lồng. Còn bạn trói giò, trói cánh, giống như mà ở làng quê mình, là sẽ bị phạt, sẽ bị tù bao nhiêu ngày. Khi mà một anh chàng mà đi câu cá, anh muốn câu cả ngày thì chuyện của anh, nhưng mà phải câu những con cá nào trọng lượng bao nhiêu ký mới được câu, còn dưới đó là không được câu. Bởi vì họ tính, ví dụ như là con cá là phải từ, nó phải dài từ 3 tấc trở lên mới được bắt. 2 tấc 9 mà bắt là cũng bị phạt. Và bạn muốn câu như thế nào là câu, nhưng mà trước khi bạn rời cái dòng sông này đó, là bạn chỉ được bắt một con cá, đúng một con cá mang về. Nó có những cái luật văn minh ứng xử với các loài súc sinh, các loài thú cưng. Vậy cho nên các nước văn minh, các nước phát triển rất xem trọng con thú và xem nó như là một thành viên ở trong gia đình của chúng ta. Điều này nó rất gần với tinh thần từ bi của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta trở lại với bối cảnh xã hội Việt Nam và trở lại với câu chuyện mà câu hỏi mới vừa đặt ra. Chúng ta có ứng dụng được không? Không ứng dụng được. Lý do là xã hội chưa tôn trọng thú cưng, chưa tôn trọng súc vật. Và từ trong tiềm thức của mỗi con người vẫn xem súc vật là một cái gì đó rất thấp, rất kém. Chỉ có một bộ phận nhỏ bắt đầu nuôi thú cưng và bắt đầu biết buồn vui, biết coi nó như là những người bạn của mình. Và đứng trước sự so sánh thì những con thú không đáng để được tôn trọng. Đâu đó người ta vẫn nuôi thú, vẫn nuôi chó, nhưng mà chăm sóc không được kỹ càng, cho nên nó phải đi rong. Nó đi rong nó cắn người, vì thiếu giáo dục, vì cắn người cho nên là phải có cái lực lượng để đi bắt chó rong. Đó là chưa nói những cái con người chuyên đi trộm chó. Cho nên loài thú, hay nói một từ dễ thương hơn là thú cưng, chưa có được vai trò ở trong lòng xã hội Việt Nam. Có những quốc gia mà bị bão lũ, bị hỏa hoạn, tôi đã chứng kiến cái cảnh mà máy bay trực thăng bay bay ầm bay ở trên bầu trời đó. Để làm gì? Để cứu con chó. Trên thì ở máy bay, ở dưới là lính các loại, chỉ để cứu một con chó. Khi một đàn vịt đi qua con đường, cảnh sát giao thông chặn tất cả các ngõ ngách để đàn vịt đó nó đi qua đến nơi đến chốn. Sự sống của nó được tôn trọng đến mức đó đó. Và tôi nghĩ rằng
cho đến khi nào mà sự sống của loài thú được tôn trọng thì cho đến khi đó chúng ta sẽ có được một cái văn minh ứng xử, và chúng ta sẽ có được cái sự hài hòa trong cái nếp sống giữa người với thú, giữa người với người, và cái nghệ thuật cả như là ứng xử đối với các loài thú. Cho nên chúng ta có một cái từ gọi là nhân văn. Nhân văn, văn ở đây là đẹp. Nhân văn là ứng xử đẹp giữa con người với con người. Nhưng Đức Phật có một từ đẹp hơn, đó chính là chúng sinh văn. Cái đẹp không phải chỉ ứng xử con người với con người, mà ứng xử với cỏ, cây, hoa, lá, ứng xử với chim, muôn, thú, rừng, ứng xử với tất cả các loài động vật, ứng xử với tất cả hữu tình và vô tình. Chúng ta cần phải đưa cái chữ chúng sinh văn vào trong cuộc sống, thay vì chỉ mới có nhân văn là ứng xử đẹp giữa con người với con người. Và nếu chúng ta thực thi được điều đó thì chúng ta có một cái ứng xử hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với thú vật, giữa con người với thiên nhiên. Và các nước văn minh đó, họ không phải chỉ tôn trọng con thú nuôi đâu, mà họ tôn trọng luôn tất cả những cái cỏ, cây, hoa, lá. Đây là một điều có rất thật. Họ tôn trọng luôn cả những cái cỏ, cây. Cách đây mười mấy năm, họ mở một cái con đường gọi là Autobahn, châu Âu gọi, hay là Mỹ gọi là Freeway. Và tôi nhớ đó là con đường 17A đi từ Suez sang Cộng hòa Liên bang Đức, đi qua một cái mảnh đất mà ở đó nó có những cái loại cỏ dại thôi. Và khi mà đi ngang qua đó thì giải phóng mặt bằng, ông chủ đất không cho. Ông chủ đất nói đây là một cái loại cỏ mà chỉ có sa mạc nó mới mọc được, vậy mà may mắn thay nó lại mọc trên đất nước Đức của chúng ta. Nếu các bạn mà tìm được cái cọng cỏ này ở một nơi nào khác á, thì tôi sẽ sẵn sàng tôi để cho các bạn giải phóng cái vùng cái đất này. Mà nếu mà các bạn không tìm ra mà chỉ có duy nhất nằm ở vùng này đó, thì các bạn phải tôn trọng đó. Thế là tất cả các nhà khoa học, các nhà nông nghiệp, các nhà lông nghiệp đi nghiên cứu mà rõ ràng tìm không ra, chỉ có cái vùng này. Thế là điều gì xảy ra? Người ta phải tôn trọng cái bãi cỏ để rồi người ta làm một cái hầm băng ngang qua. Hữu tình cũng được tôn trọng, vô tình cũng được tôn trọng. Cho nên nếu mà vai trò của các loài thú mà được chăm sóc đúng nghĩa và được có được một tình thương trọn vẹn đó, thì cái quan hệ của chúng ta là lý sự viên mãn và tình lý viên dung. Đem điều đó để ứng dụng lại với thực tế của xã hội và chúng ta có trách nhiệm hay không? Xin thưa là mỗi chúng ta có mặt ở đây là người có trách nhiệm với vấn đề này. Không phải bất cứ một cá nhân nào, không phải bất cứ một người nào, mà đây là trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của cộng đồng và ý thức trách nhiệm ở mỗi chúng ta đối với con thú, đối với cái sự sống ở trong cuộc sống này. Đó chính là sự bình đẳng, đó chính là chúng sinh văn mà Đức Phật đã nói. Ta có thể nói do vì nghiệp báo sai biệt cho nên loài chúng sinh kia mang lông đội sừng, nhưng mà tình thức thì như nhau. Cho nên nếu chúng ta có sự tôn trọng và nếu chúng ta có một ứng xử tốt thì chắc chắn là câu chuyện nó sẽ không có bất cập như đã xảy ra ở cách đây vài ngày ở tại Long An. Và qua cái điều này, một bài học cho chúng ta, thứ nhất là đừng bao giờ khăng khăng đem cái lý ra để mà đấu, và đừng bao giờ khăng khăng đem một cái tình ra để mà đấu, mà phải thấy là trong lý có tình, trong tình có lý, thì tình lý viên dung. Và thứ hai nữa đó là chúng ta cần tôn trọng lễ sống, không phải chỉ ở con người mà ở loài súc vật cũng cần được tôn trọng nữa.
Câu chuyện này rất là dài nếu đem ra phân tích, nhưng có thể nói một cách vắn tắt là nên tôn trọng sự sống thì mọi việc nó sẽ dung thông ở trong cuộc sống này. Một nỗi buồn, một nỗi khổ mà chúng ta đang chứng kiến không phải chỉ ở Việt Nam mà mang tính toàn cầu, đó chính là dịch bệnh đang lây lan ra. Đây là gì? Đây là hệ quả của quá trình sinh sống hưởng thụ và mất bình đẳng, mất sự cân đối hài hòa giữa con người với môi trường, với thiên nhiên, với các loài động vật khác nhau. Nếu sống tôn trọng sự hài hòa và tôn trọng sự cân đối của lẽ sống thì mọi việc, câu chuyện nó đã khác. Tôi muốn nói lại một lần nữa là tình lý viên dung trong văn hóa ứng xử thì câu chuyện sẽ trở nên đẹp hơn. Xin trả lời với một cái bạn mà đã có thắc mắc.